Hôm qua 12 tháng 11, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hậu Giang đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng gặp rủi ro với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đây là trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm lớn nhất tại Hậu Giang từ trước đến nay. Theo đó, ông Trần Văn Cao là giáo viên của trường Trung học cơ sở Vĩnh Thuận Đông, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Giữa tháng 9 vừa qua, ông tham gia hai sản phẩm bảo hiểm An Gia Tài Lộc và An Phát Trọn Đời của Bảo Việt Nhân Thọ. Đến ngày 21 tháng 10 vừa qua, ông Cao không may mắn bị rắn hổ đất cắn trong lúc vệ sinh chuồng trại. Do không được phát hiện kịp thời nên ông đã tử vong ngay sau đó. Sau khi nhận được thông tin, đại diện lãnh đạo Bảo Việt Nhân Thọ Hậu Giang đã đến chia buồn sâu sắc và động viên gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục cuộc sống. Thời điểm xảy ra rủi ro, nhân viên công ty đã làm thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho ông Cao với tổng số tiền chi trả cho cả hai hợp đồng là 1 tỷ 50 triệu đồng. Được biết, tính đến thời điểm ông Cao mất, ông mới đóng được hơn 5 triệu 800 ngàn đồng tiền phí cho hai hợp đồng bảo hiểm đã mua trước đó. Là một trong những công ty bảo hiểm Nhân Thọ uy tín nhất Việt Nam, hiện Bảo Việt Nhân Thọ đang có chuỗi sản phẩm đa dạng với gần 50 loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng. Riêng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hậu Giang sau hơn 1 năm thành lập đã bảo vệ quyền lợi cho gần 20 khách hàng với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.